đấy em đưa ra. Đấy tại nó buông đi. Ok, chị lấy cũng nào qua này. Chị. Đó có hai món à. Anh tính chị hai món. Cái này là hết trơn rồi. Chưa tính rồi. Ở đây là hủ tiếu mà. Mỗi khi mình muốn cái bông nó đều á, ở chấm ở giữa cái nước sơn đừng chấm nghiêng, chấm thẳng ở giữa nè. Thấy nó xuống 90 độ. Nó ra một cái chấm. Là mình lấy nước sơn. Nhớ nha, anh chị nào mà lấy xuống mà không có chấm lại á thì anh chị sẽ lost cái color, nên mỗi khi anh chấm thì nó anh chị chấm thì nó nhỏ hơn. Hai con. Nó rất là đều như vậy ha. Cái mình nghiêng. Nghiêng là một cái này luôn ha, mình nghiêng là mình chấm hột nghiêng luôn. Là thường thường á mình chấm hột trước á là mình chấm in between cái hột tròn chứ không phải là in between hai cái hột. Tại sao mình chấm như vậy? Để cho mình có cái chỗ để mình đi cái đường giữa. Xế nghiêng là nó ra hột. Từ này về sau anh chị làm bông không cần phải đi kiếm cái tăm hoặc là cái đồ chấm bông nữa, có cái kềm làm everything cho anh chị ha. Cũng xiên luôn ha. Mình xé anh chị từ trên này, mình xé xuống just like that. Nhớ là giống như chị E vậy á, cái kéo ở trên là hai cái dưới đi chung với nhau, để cái tay mình không có kéo vậy rồi kéo vậy rồi kéo vậy nó đi khó ha. Rồi ngược lại mình kéo này giống như chị E vậy đó. So, anh chị mình bắt đầu ra cái chân tay nước trước, xong rồi em sẽ qua cái móng bột nha. Xong móng bột thì mình sẽ làm qua gel. Nhưng mà idea các anh chị á, mainly là vẽ dùng cho Christine cái chấm thôi. Nếu mà không có cái này đừng chỉ thì không cần. Just only chấm đi dùng cho Christine ha. Cái cách thức để cầm kềm nó khỏi đâm vô tay. Đó. Ở giữa mình cũng chấm ở giữa luôn. Okay. That's how it works. Nha. Những ai mà chưa thấy thì stay. Cái ai mà vòng ở trong rồi mình go back. Mình làm ở trên. Đừng có nhảy qua cái khác. Tại vì khi mà mình làm được cái basic mình giỏi rồi á, mấy cái khác mình sẽ làm được rất là dễ. Cho cái xin một người mẫu ha. Cho cái xin một người mẫu. Người mẫu. Anyone. Tay mình như vậy có mẫu không sao? Được, được. Không chứ chị. Mình được làm người mẫu. Cái ghế mẫu cái ghế cho cái ghế. Thôi mình đứng cũng được. Đúng rồi. Đẹp. Xuống dưới mời người mẫu. Coi chừng cái giò. Không sao chị. Em sẽ làm hai móng nha. Một móng cho những người đã thấy rồi, một móng là những người chưa thấy. Thấy rồi mình đi về bác, and người nào chưa thấy thì mình sẽ làm lại một móng nữa. Em làm xong em sẽ cắt cho chị nha. Em cắt cho chị ngắn để cho chị làm. Chứ em hỏi này cái nhé, tại vì em cũng không biết nên em thấy có nhiều người trong đây không biết. Giống như cái này này em sẽ dùng cái loại nào? Cái sand band này nè. Sand band today's product chế là cái này nè, is the best. Nó có hai cái mà không? Only one. Today's product không chế coarse để hư cái móng. Tại sao nhiều khi mình xài cái coarse trên móng thịt của mình nó bị trắng móng. That's why nhiều khi mình trắng móng mà mình không có biết. Tại vì we remove too much. Cái thứ hai là mình xài nó mịn nó dễ bị lip. Hoặc là mình xài mịn á, khi mà mình đắp bột lên mình dũa cái này một bàn tay nó ready. Một tay tới là nó bị cùi rồi. That's why hãng Today's product không có chế coarse và không chế fine. This is the best. Cứ xin sẽ phát cho thợ, cứ xin student, cứ xin mỗi người một cái. Thử đi. Cái này mua 100 cái á, trong một hộp á, nó có này đưa pass ra dùm cho cái xin ha. Cái này là mình đi maximum speed nó cũng không bung nữa. That's the wonderful, cái glue nó really good. Lấy đi tụi em. Dũa mất tay hiện được nè. One more. Nè, về xài thử đi. Dũa móng tay thịt được, dũa bột được. Và đặc biệt là mình có thể phá bột được luôn đó. Dạ. Hồi nãy mới hay có bột thôi. Bột thứ hay. Only universal size. Two in one bag. Cái này mình dũa móng tay thiệt được nè, mình dũa bột được luôn. Tại tối này ở dưới là cái Tony, focus on here. Does matter other. Khi nào mình thấy chấm nó đỏ đó, xong rồi chị bấm. Cái video mà nó không có rõ đó, người ta không có làm, ta không có coi được. You're most important.
bàn cơ giáo không có đèn, tối quá. Bàn khó thấy hả? Pony của kia là lại. Cô giáo mắt, Pony don't worry, bàn cô giáo không có đèn. Một lần thôi. Tiếp này như có cái khơ hả? Wow, quá ghê. Bắt cứ cơm trong đây à. Cho một cái nè. Đây, cái xe trong miếng nè, có. Ok, siêu siêu kìa. Để kia. Thì bà cô khi mà cô gánh tiếp á, bà cô cũng cầm tay khách thả lỏng nha, cho nó thẳng, nhớ đừng có cầm nắm chặt nữa. Khi mình gánh tiếp, cái xương nó sẽ bị méo. Ok. Cái này cô xin sẽ làm móng phiên anh quay, cũng làm phiên anh quay luôn, nhưng mà cô xin chỉ một cái design cho những ai mà advanced làm cái này đẹp rồi thì nhảy qua cái này, đừng có vội vã nhảy qua cái này. Ok. So that way, I want you to focus on the first one trước. Cái nghĩa là khi mà sau khi cái show này ra, anh chị có thể cắt được 10 cái kiểu shape pink and white, thì anh chị sẽ làm được hết những cái kiểu design, sẽ everything dễ dàng. Đừng có vội vã ha. Go with the first one first. Khi nào mình giỏi cái này, mình mới nhảy qua cái này. Chuẩn cái này mình sẽ làm được cái khác. Đừng có nhảy qua cái này trước. Nhưng mà quyết định phải làm hai cái, tại vì có nhiều người ta làm nail lâu năm rồi. Cái này nó quá basic thì người ta không học được cái gì mới ha. Em không có bỏ primer của chị. Nếu mà có primer đó, cái thứ này anh chị xài cái này, em có thể em bôi cho chị cái gì chị show off ha. Cái này primer của today's part đó là 4:1 bond 8 line out acrylic primer và gel primer, đặc biệt mình xài cho gel polish base luôn. Cái này mình lên da nó không ngứa, những ai mà xài những cái product khác mà nó có acid á, mà tay người ta bị ngứa, bị phồng đỏ, đổi qua cái này nó không bị nha, nó acid free mà xài cho polish base được. Cứ xin bắt đầu ra là cái natural. Cái natural ha, cái đầu tiên là làm natural thường thôi. Cái thứ hai là question bài chỉ cắt nhiều đường chỉ. Những ai mà cắt pin trước á, mình làm cái quay trước nó sẽ lẹ hơn nhiều. Thì mình sẽ làm cái này một cái basic. Pin quay á, mình nếu mà ai có màu sparkling white, cái này là khô chậm nhất. Xài cái này nó đỡ khô nhanh thì mình có nhiều thời giờ mình cắt ha. Những ai mà đắp MMA á, thì phải đắp bột nhanh thì nhanh. Và cầm cái thu sát vô. Khi mà nói là sát là phải sát vô cái chanh của nó nè. Đừng có cầm nó, cái bụng nó sẽ yếu. Cầm sát vô đây nha. Đó, đo, cách thức đo là quan trọng nhất. Mình đo là giống như mình nhánh thiếp vậy á. Đừng có lấy cái nhỏ hơn. Vừa nó cắt nó đẹp, từ trong ra ngoài nó có chiều cong perfect hơn. Đừng có lấy cái nhỏ. Cái nhỏ thì cắt nó sẽ thiếu, mà cái đường cong của nó xấu lắm. Sau mình đo sát sâu vô cái chỗ mình cắt á, đừng có đo trên này, đo sâu vô, cầm sát. Với lại giữa cái số nó có cái đường số 1, đường trung tâm á, mỗi cái số đường trung tâm. Mình để cái đường trung tâm ở giữa cái móng thì nó không bao giờ nó bị méo. Để ở giữa, cái này tối có cái xin không thấy nhưng có xin canh đại ha. Giữa nè, thu ở giữa, góc mình cắt góc, phải là cắt 3 dimension thì cái móng người ta tròn thì nó mới đẹp. Nha. Nếu mà ai chỉ cắt ở giữa không á, thì hai bên hông nó không có đẹp, sủi một cái là ra. Đừng có cành phải cắt mà cào lên hết cho nó sạch để đâm vô tay người ta ha. Tại vì mình có cái cọ pink and white của mình nè. Nhớ là xài cọ pink and white. Hồi nãy ai mà xài cái French brush nó hư cái cọ của mình á. Cái cọ French brush là design nó last up to 4 năm. Nếu mà mình xài quét French thôi. Nếu mà xài đến pink and white hình như khoảng chừng 5 là nó băng á. Đừng có xài lộn cọ. That's why mình phải gắn vô cái đầu này, hoặc là mình gắn vô cái đầu cào nha. That's all you do, mà thường thường mình xài cái đầu cào là nhiều nhất. Ok. Rồi cái thứ hai là Christian sẽ đắp cho cái móng này qua xé những cái nhiều đường chỉ. It's okay. Những ai mà muốn đắp nhiều line, mình cắt trắng trước là mình sẽ đắp nhiều, rất là nhiều line như vậy nè. Cái xin sẽ đắp bộ này dư ra một xíu. Dư ra như vậy nè. Just in case mà ai đắp bộ dư á, đừng có dùng cái cọ mà clean. Nó chậm. Ok. Just quét thoải mái. Những cái bộ dư đó sát nơi cái tip nè.
rót nó vô. Thì từ này về sau cái cọ mình á, mình cái bột của mình nó không có bự hơn cái móng của người ta. Mình, nó không có làm người ta đau cái cây. Không đau, cái này mình nói cái dao như thật đó là không phải. Nha, anh chỉ dao cào bột thôi. Đo cho make sure ha. Còn một cái nữa, ai mà cầm cắt 90 độ, cái này không phải là design nó cắt 90 độ thì nó giống như vậy. Nó cắt nghiêng 45 độ, tại sao mình cắt nghiêng 45 độ nó không có đau. Nghiêng 45 độ mình để cái đường chỉ ở giữa, trung tâm ở giữa nè, mình kéo. Nó rất là balance. Góc mình cắt góc. Từ này về sau anh chị cắt đó, nó không có bị bên cao bên thấp. Vì lý do mình có cái đường chỉ balance. Sủi một cái là nó ra mạnh lên, đừng có sợ hư cọ rồi sợ hư cọ, đẩy cho nó mạnh lên. The wedding design mình làm sao nó cũng hư hết, the design nó last mình up to 4 years nha. Không có sợ. Giống như liquid not acetone nha, đừng có xài acetone, tại vì acetone sẽ làm cho khô nhanh. Đó. Let's say anh chị muốn double line, triple line, cứ xin sẽ làm 3 line cho coi ha. Từ này về sau the line này đè nó xuống, dít một xíu. Nếu mình muốn line bự, mình đè nó xuống, mình lấy ra thôi, là cái line nhỏ. Thì line nhỏ hay bự thì tùy ý mình. Ok. Khi nào muốn bự thì mình dít nó, đè nó xuống cái này mình dít một xíu thì nó sẽ đưa lên nha. Xong mình đắp bột vô. Nhớ là khi nào mình làm cái này là đừng đắp bột liền. Làm 2-3 móng để một bên. Xong này khi nó khô rồi đó, mình mới đắp bột. Hay là mình làm 5 móng luôn được? Mình làm cho khách thì mình làm hết 10 không, móng luôn. Mỗi khi mình đắp như vậy á, là mình cắt. Chứ không phải là làm hết 5 móng rồi mới cắt là nó không khô được. Nó khô rồi không có cắt được. Khi mà quý sinh nói, đúng rồi. Quý sinh nói là 5 móng, 2 móng, 3 móng là như vậy này. Mình cắt như vậy, mình để một bên. Đừng có cắt xong rồi mình đắp bột lên mình cào. Tại vì bây giờ mình chưa quen đó, mình cào mạnh quá nó sẽ đi ha. Đó, khi mà mình đắp 4-5 móng nó khô rồi đó, thì anh chị mới go over với cái bột màu của anh chị. Nhớ là đừng có xài những cái bột bự, bột mịn đó, số 1 đến 25 đó. It designed for cho vô những cái khẽ này nè. Đó, nên vì lý do đó 100 màu nó không có nhiều. Vì lý do là mỗi cái category nó có 25 màu à. Đó, mình cào. Bây giờ mình có triple line. Đó, anh chị sẽ làm được hết mấy cái này sau cái buổi show này. Là xé bột được, là mình sẽ làm nhiều cái design mà mình xé ra đình chỉ. Từ này về sau không có những ai mà đắp pin đi. Ví dụ mình phải đắp pin xong là mình cắt trắng, cắt rồi đường bronze, cắt trắng, cắt the bronze, cắt trắng, cắt. Mình không có làm kiểu đó nữa, nó lẹ hơn nha. So that's cái idea của nó. Xong rồi sau khi đó là mình sẽ đắp màu hồng nha. Mình không có cần phải worry về cái gì hết. Có xin sẽ đắp một cái màu hồng. Christian cho em hỏi giống như cái móng mà chị đắp cái design á, là cái lấy cái tip mà để cắt luôn hay là lấy cái tip bự hơn chút? À, cái tip từ hôm mình khi mà đắp bột rồi mình khi mà mình đo như vậy nè, mình thấy cái chanh này qua cái chanh này nó cover cái màu trắng, that's what you want. Chứ mình không cần phải nhớ là khi mà mình cắt cái này là làm sao, là phải xài giống như vậy, tại vì cái ở ngoài cái móng có thể bự hơn hay là nhỏ hơn, nên khi mà mình lựa cái size của nó là mình lựa trong lúc đó là nó phải vừa cho cái màu trắng. Cover, that's a good question. Nha. Nên mình làm sao cái thoải mái là mình không cần phải nhớ là mình cắt số nào, mình phải cắt cái số đó. Tại vì mỗi cái shape ở ngoài nó khác, ở trong nó khác. Thì nhiều khi mình làm móng nhọn thì phải lấy cái nhỏ đi từ từ bự lên. Hay là móng bự người ta nó làm móng móng xòe ra thì phải lấy từ bự ra đi nhỏ. Nên khi nào mình đo at the moment nó phải vừa cái nền của nó. Đó, that's idea của nó là như vậy. Thì mình cần đi bự lên. Yeah. Móng flare mình làm bự ra thì mình cũng bự hơn. Thế từ này về sau anh chị làm pink and white thì khi mà mình đắp hết 10 cái rồi mình phải chuyển qua là cái dao mình này, hồi nãy mình bỏ cái cọ vô trong, cọ đắp nối, đó xong mình gắn lại là để mình đắp xong mình quay ra mình clean, mình không phải kiếm cọ. Đó, sau này bây giờ mình đắp màu hồng, mình quay ngược lại để mình đắp màu hồng mình cào hết những bột dư. Ồ, one thing Christine muốn chỉ một xíu là cái mới đi Christine. Dạ. Mới là sao? Cái pin mới á. Pin mới là pin mới đỏ. Pin đỏ nè. Nào muốn chỉ gì chứ thì nãy mới nói. Ờ, Christine chỉ một xíu ha. Nhiều khi đó mình đắp bột á, nó chỗ này nè, most important chỗ này nó hay bị bubble. Tại sao mình làm 10 móng là có 2-3 móng nó bị bubble? Đó là cái cách thức mình đi bột nó quan trọng lắm. First of all, mình không muốn nó bubble, mình bỏ cái primer mình đi cái liquid để cho nó ướt nền. Khi mà mình lấy cái liquid, lấy cái bột đó, mình phải quay cái bột cho nó mềm. Tại sao?
nó mềm thì bỏ cái liquid nó sẽ thấm nhanh. Nhiều khi mình lấy bột nó nhanh quá mà nó chưa thấm kịp, bỏ lên nó bị hột. Cái thứ hai nữa là mình đừng có bỏ cái bột của mình tuốt trên cao, mình phải dài, bỏ từ trên đi xuống dưới, khô vào cái phần đó thì nó không bao giờ bị bơ bột. Tại vì khi mà mình bỏ trên này á, mình đi by the time mình đi xuống dưới đó nó đã khô cái nền rồi, thì mình quét thì cái cọ của mình nó ướt thì nó đi cái bột ở trên thôi, những cái bột ở dưới nó đông lại thì nó bị khô, thì nó bị bong bóng ở dưới ha. Những cái bột dư cào từ bên trắng nè, cào ra nếu mà ai mà muốn cái khơ của nó, nếu mà ai mà muốn nó thẳng á, thì cào sâu vô, có hai way, cào sâu vô thì nó sẽ thẳng. Cào sao không ra? Không, không sao, bữa này sẽ cào được hết. Này từ từ sẽ cào. Yeah. Những bột dư nè, kê sát cho đây nè ha, cắt xuống cái, bỏ, cắt xuống cái bỏ. Những ai mà ném dính Kiroko đó, từ trong Kiroko, cái quan trọng những học trò đến đây đó, đừng có bao giờ á cào từ cái chỗ thẳng nè, móng tay nó thẳng thế này phải không? Đừng có bao giờ kê nó cái chỗ thẳng, từ cái tròn đến cái tròn là mình ngừng. Nha, nó sẽ lip. Nếu mà anh chị để từ cái thẳng này nè, anh chị lấy hết bột, giống như khi mà mình vũa từ cái chỗ thẳng qua nó bị hở. Cái đó là Kristen có educate trong buổi show này, để mình biết cách thức mình vũa để eliminate up to 99.5% cắt của mình trở lại không bị hở. Ok, Kristen có tự bày. Cao cao hút nào không hở? Khi cắt phải thẳng. Những cái bột dư là thẳng bỏ, thẳng bỏ, cào là từ cái tròn đến cái tròn là ngừng. Đừng cứ cào vô cái chỗ thẳng nữa là sẽ lấy hết cái bột, nhà nó bị hở. So that's an idea của nó. Nhớ cứ xin nói ha, cào ngoài màu trắng nếu mà cong, nếu mà đắp bột dày lên, người ta muốn cong hơn nữa thì đắp bột dày hơn nữa. Nếu mà người ta muốn mỏng thì đắp bột cho nó vừa, cào ở ngoài đây sẽ nó có chiều cong, chào sâu vô một xíu thì nó sẽ thẳng hơn nha. Đó, cái này nè, đừng cái ai mà đắp như vậy cào xong rồi đắp bột hồng lên rồi mới vũ một lần, nó sẽ không có sharp. Khi nào mà làm cái này xong rồi á, mình phải vũa trước, trước khi mình đắp bột, để cái đường chỉ nó sắc sảo mà nó sạch. Ở trong pin đó, pin in white, khi nào mình làm á, mình làm cái ngoài màu trắng rồi mình phải vũa lại ở trong để mình đi cái nền của pin nó không có hở. Tại sao khi mà mình làm pin in white thì nó hở mà mình làm touch up là nó không hở? Tại vì khi mà mình clean á, cái nền của mình nó smooth rồi, nên nó với lại cái cọ mình bao nhiêu cái chất dơ nó có thể move close to cái cuticle, cái mình đắp lên những cái bột dư đó, that's why nó bung ra nha. So it's very important, mỗi khi mình đắp màu hồng mình phải vũa lại một xíu để cái nền ở trong nó sạch, nó không có hở. Và đó, cái xin sẻ chỉ cho cái technique để đắp bột nữa. Đắp bột nó rất là quan trọng, khi mà mình vũa mà nó không có hở hoặc là khi mình không có đau, với là mình đắp cái bột của nó là make sure nó không có cao hơn cái cuticle của mình. Nhiều khi mình đi cái cú bột mình nó cao hơn cái cuticle thì mình vũa rất là lâu. So khi nào mình đi á, nhiều khi cái cọ mình phải make sure nó tròn, mình không cần nó méo một xíu cũng không sao. It doesn't matter how perfect của cái lông của nó, it's where you put the acrylic, that's the most important. Nên cứ xin nhắc nhở một xíu ha, đi cái bột phải đi dài lên từ trong cuticle nè, dư một xíu đi dài ra. So that way mình cover cái chỗ bị bubble đó. Đó, nhớ đi cái bột nè phải gần vô, hở khoảng chừng 2 cọng tóc, đứng cái cọ lên chúa từ cái cuticle ra thì cái cọ mình nó sẽ lép từ dưới cái móng, nó blend vô cho mình để cho mình khỏi vũa nhiều. Tại sao khi mà Kristen vũa trong cuticle chỉ một xíu thôi, tại vì khi mà Kristen đi cái cọ này, Kristen nó chút smooth rồi. Nó là từ giống như là máy bay nó đi lên thì nó không có cái khực, thì mình không có vũa nhiều, mình chỉ vũa một chấp bệnh thôi. Những ai mà đắp dày ở trong đó nó dễ bị hở. Với là khi mà mình sơn màu đó, nó có cái khực đi lên và nó mọc ra, nó thấy có cái khực thì nó không được đẹp. Và những ai không có muốn vũa nhiều nữa, mình có thể dùng cái cọ này này chấm vô, mình chuốt luôn pink and white. Đó, về pink and white đó, nhiều người khách người ta không muốn mình vũa máy thì mình chuốt luôn. Nhớ cái xác nước mà mình chuốt là mình phải cào cái màu hồng này sâu vô một xíu, đó nó có cái khực rồi mình mới chuốt lại, thì cái bột hồng đó nó sẽ smash vô thì nó sẽ đều, thì cái móng của nó perfect từ bên hông luôn. Anh chị không có cần phải vũ nhiều. Nếu mà đi cọ dày ở trong đó, đứng cái cọ lên thì cái bột nó sẽ cao, thì anh chị sẽ vũ nhiều. Nhớ đi dư 2 cọng tóc, nhúng cái cọ vô trong cái liquid này,
đứng cái cọ lên chút lại để sao để cái bột nó từ mé xuống luôn nó lòi lên, thì anh chị không vũ nhiều chỉ xíu thôi đó, chút lại thì nó ra một cái shape. Ok, so pretty much that's it. Thì cao bột như vậy thì mình vũ ít như vậy. Mình sẽ làm hai cái design qua cái shape angle. Mình đi một hồi là hết, mình cover hết 10 cái luôn ha. Tiếng em gọi lại nó right now. Oh, easy now, super. Tiếng này gọi lại. Yeah, yeah, yeah. Không có. Ok, mình giờ mình làm hai cái slant. Những ai có bộ màu thì cứ xin đi bộ màu. Những ai không có bộ màu thì làm bộ trắng. So an idea, cứ xin bày cho cái thước pha bột. Ok. Cô xin bày cho các thức để làm diamond hộp xoàn giả. Rồi tương lai anh chị mà muốn làm hộp xoàn mình có thể mình làm hộp xoàn giả được, mình không cần phải xài hộp xoàn thiệt, bỏ lên trên ha. So we're gonna làm hộp xoàn giả. Cái này cứ sẽ cắt ngắn nè, ngắn xíu. Because your tip is not very long. Đó. Mình đắp angle ha, shape angle. Nãy mình xé bột, bây giờ mình xé bột angle. Angle nó xé bột nó khác cái way của cái natural này mình làm ha. Natural oval, là mình natural half moon and extended cắt xé giống nhau. Mình xé được một shape là mình xé được hết mấy cái shape kia exactly the same. Bây giờ mình qua cái shape khác. Đó. Đi bột angle cứ bên nào cao á mình cắt giống như từ tay bên này á, thì mình đi bột để cao hơn bên này nha. Đi bột đó try đi cái bột khô vào hết rồi mình mới đắp từ ngoài vào trong ở giữa đến sau cái bột nó ôm nó tròn nó không có bị bự. Bao nhiêu bột ở dưới là mình sẽ clean bằng cái dao like this. Cắt angle, nếu mà mình cắt cái chiều này thì nó sẽ angle chiều này cho cái tay bên kia. Nếu mà mình cắt tay phải mình quay ngược lại. Nếu mà tay tay phải thì mình cắt tiện hơn, nhưng mà tay trái thì phải quay ngược lại như vậy. Cắt 45 độ nghiêng. Ok. Thì nó sẽ thẳng. Cắt 90 độ thì nó sẽ cong. Cái này nó cắt được hai ba shape là nó cong một xíu thôi. So that way you understand like that. Nó lại xiên một xíu. Ok. Còn mình cắt nghiêng như vậy á thì nó sẽ ra một cái shape khác. Hơi bầu bầu vô. So that way you have an idea mà cái shape này mình cắt được ba loại kiểu chứ không phải là một chỉ một kiểu thừa. So that's how cái curve của nó ha. Cứ xin sẽ bỏ cái này đi nhưng mà I just show you how cái curve của nó từ thẳng đến cong mà đến bầu. So there's three shapes. Đó, nó màu. You have to be able to learn that to be at later. Cô xin sẽ bày cho làm chiếc lá. Thì chiếc lá nó sẽ cắt bằng cái angle như vậy. Bây giờ là cô xin muốn anh chị try to cut in an angle straight để cho nó có dốc ngang như vậy nè. Ok. Cô xin bỏ này, cô xin đắp lại một cái mẫu mới. So that way you understand how để mình dùng cái tool.
Thì khi mà mình cắt mình thấy nó hơi cong cong nghiêng như vậy, cái nghĩa là mình nằm quá. Nếu mà mình muốn nó đứng, là mình muốn nó thẳng ngang, cái nghĩa mình phải cầm 45 độ dốc, mình nhìn từ trong này. Nhớ là khi mà cắt cái này nó quan trọng là how where your eye is. Đừng có cắt gì để ngày này mình không thấy. Vì cái mắt mình phải nằm ở trên cái thu của mình nè, mình nhìn nó thẳng như thất kẻ. Thì mình muốn được dây vậy thì mình cắt. Còn nếu mà mình không thấy nó thẳng á thì mình chỉnh cái thu của mình trước khi mình cắt. Mình để sang cái là mình không thấy nó thẳng hay không. Cái mắt mình phải nằm ở trên cái thu của mình ha. That's the most important, là con mắt phải nằm ở trên, on top of it. Lớp bột đó dày ở trong, mỏng ở ngoài, đừng có đắp thẳng. Nếu mà anh chị mà đắp thẳng thì cái móng anh chị không có cong được nha. Nghiêng nè, 45 độ nghiêng. Nhìn ở trên á, nó thấy thẳng. Thì mình mới cắt giữa trước. Góc cách góc. Mình nâng cái chanh lên. Góc cách góc. Sủi một cái nữa nó ra ha. Xoa cho nó mạnh thôi, đừng có nhẹ. Càng mạnh nào thì nó sạch nhanh đấy. Ok. Cứ xin muốn anh chị xé một đường chỉ nè. Cách thức xé là phải nghiêng như vậy nè. Nghiêng thì nó dọc giống như vậy. Cứ xin muốn có cái dọc ngang từ trên này xuống là this. Bế này đi ra dùm cho chị, cho cô một xíu đi. Nó đụng rung rung như vậy không có làm được. Đây. Đó. Chứ không có để thẳng ngang như vậy, mình muốn có room để mình turn nha. Nếu mà mình turn không có được á, là mình không có chỗ bỏ hột xoàn. Bây giờ mình sẽ bày cách thức bỏ hột xoàn. Dốc từ trên xuống nè, đè nó xuống. Cái turn only from the front. Cái đầu này nè nha. So I don't want you to turn different angle, just giữ một cái địa vị, turn cái đít thôi. So you're gonna have a little curve like that. Nhỏ ở đây, bự ở đây. Mình turn bự hơn nữa thì if you turn a little bigger, then you have a bigger. That's an idea. And cái này là đâm lỗ, cái bao xoàn này, nhúng cho cái liquid trước. Đâm thì đâm từ ngoài vô trong, so you can see it flat down. Not in an angle, flat down like this. Thẳng xuống. Nó phải có room để mình bao xoàn vô. Bao xoàn chìm thì mình bỏ treo ở dưới trước. Còn mình bỏ bao xoàn bột đó, thì mình đánh cái... bộ kim tuyến lên. Nhớ nha, cái này còn ướt nè. Nếu mà anh chị bỏ lên chị cào nó sẽ hư. Nhưng mà I'm gonna do it because there's no time to wait. So mình gonna apply it over it like this. Xong rồi lấy cái dao cào. Nhớ nha, khi mình làm á thì gánh vô vậy nè. Đó, thì mình đắp lên đó thì mình cào luôn. Bây giờ cứ xin sẽ cào nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà khi mà anh chị làm hết mấy móng là nó khô rồi á, thì anh chị mới đi lại cái màu silver, thì anh cào phát thôi nó sạch. Nhưng mà bây giờ cứ xin phải nhẹ tay nha, because the acrylic nó còn ướt. Now you have cái hồ xoàn giả. Ok. So you, when you do it, it's gonna be much better than this, tại vì nó khô rồi nha. Thì mình cào á, thì nó sẽ thấy rõ hơn. Nó không văng bột. Nếu mà xoàn thiệt thì mình phải... Nếu mà hồ xoàn thiệt á, ví dụ cái này là cái lỗ đi. Kìa nè. Bày cho cái lòng hồi xoàn thiệt luôn. So that's why you understand. Let's see. Angle ha. Bây giờ cứ xin sẽ làm angle lại bên này cho, giống như mình đang cắt bên kia cho anh chị biết ha. Cũng là một cái shape đó luôn. Quay cái tay lại thì nó thành. Nhớ nha, mình làm không phải là tay phải, tay trái, nó một cái angle nó khác. Một cái thì cắt bên này cho tay này, cái kia cắt ngược lại cho cái tay bên trái hoặc là bên phải, nghiêng lại. Nếu mà đâm hồ xoàn là mình đâm nè, lỗ xuống. Lấy ra. Khi mà nó khô hết rồi đó, mình đi một cái gel của Today's Product hay là gel nào cũng không được, không cần biết. Mình làm hết 10 ngón luôn. Thì mình làm hết 10 ngón, cái này là cái sample thôi. Làm hết 10 ngón nó khô rồi nha.
So you're gonna put a little bit of gel vô trong này. Tại sao mình phải bỏ gel đây? Tại khi mà mình bỏ cái hột kim tuyến xuống á, hột rhinestone xuống á, thì nó mới dính vô trong đó, không có thì nó sẽ chốc ra. Cái tay hồi nãy cứ xin chấm gel nè, để mình chấm gel nó dính ở trong cái thu của mình, mình bỏ vô đây, nó vừa trong cái lỗ 2.0 nha. Em mình bỏ hồi xoan clear lên, và mình bỏ cái bột clear lên, crystal clear mình phủ lên, thì khi nào mình rửa nó cũng nằm ở đó hết, nó không đi. Lần tới khách đến feel nó cũng nằm ở đó, nó không có xuất ra. Later at the end, có xin sơ bày cho cách thức làm bỏ rhinestone mà không bao giờ nó sút hết, mà nó không có bị mờ như vậy nha. Rhinestone nằm dưới, rhinestone giả, thì khi mình rửa rồi á thì mình đắp lên nó là perfect. Có xin sơ bỏ này, có xin sơ đi mấy cái bột cho những người đã có màu bột ha. So that way mình understand là mình có thể dùng hai khuôn nè. Đi, hồi nãy mình xài cái natural rồi ha, mình sẽ dùng cái natural cộng thêm cái angle ra một cái design khác. Để cho anh chị biết là mình có 10 cái kiểu này đó, mình có thể mình chế ra cả trăm kiểu mẫu khác nhau. Mình just be creative, that's all you do to it, okay? Đừng có sợ. Once you close into what you can do, very small thì mình không có làm được. Mình cứ làm, mình open up để mình làm nhiều cái design. Bữa nay mình làm xấu thì mai mình sẽ làm đẹp. Cho mình tím đi ha. Thường mình đi một màu đậm thì một màu lợt. Nhớ là nãy mình làm cái design này, angle nè. Mình sẽ làm design angle at this. Angle, nhớ cách giữa xong rồi cách hai bên hông, đè cho mạnh lên, đừng có đè xuống, xong rồi đè hết sức quá mà thả tay, thả ga xong cào nó không sạch. Đè bấy nhiêu là đừng có lúc lắc không, đè xuống cào. Don't change cái position của cái thu, mỗi khi mình lúc lắc một cái là cái đường chỉ của nó bị hư. Nhớ như vậy, mình đè xuống sao mà làm như vậy. Ok, hồi nãy mình làm cái natural shape. Nãy có ai lấy cái natural shape của Christine không? Này, bây giờ cách nghiêng ha. Same idea. Bây giờ Christine muốn là hole in the angle đi lên nè, có rồi. Có rồi. Đè xuống cái nè. Nhát. You probably not gonna see it right now. Đè nó xuống cái. Nhát cái. I wanted to have a lot of cái chỉ. Nó kéo lên trên nó còn nhanh, nhí xí thôi. Okay. Khi mà anh chị nhí nó xuống nó có đường chỉ vượt đá không? Đá sen chị kéo mà nó bị hư, nhớ nha. You can move it back a little bit. Mình kéo ra được là mình move nó được. Okay. Khi cái này khô rồi đó, I want you to put on a different color. Let's say silver. Apply it. Over it. Mới thì anh chị không có làm đẹp. Idea là anh chị đến đây là anh chị cần không cần phải làm đẹp mà biết technique để làm. Rồi về mình làm nha. Dệt. Thì bây giờ là mình hand on training để cho anh chị biết cách thức làm thôi. Idea của anh chị là biết cách thức làm. Đó, những cái bộ nó phải vô trong cái rành. Vô những cái rành sống. Thế nên mình rửa ra là mình xách cái kim tuyến là cái đường sọc của. Ok. Cái này cứ xin tạm thời cứ xin sao bỏ này ha.
mainly focus your head, cắt ở ngoài thôi. Then we're gonna do the pink later. The same technique thôi, cũng phá dũa vậy, làm pink. Nhưng mà lúc này Christian không muốn làm cái đó để tốn thời giờ. At the end, Christian sẽ đắp một bộ full set. Xong rồi Christian sẽ finish qua cái pink luôn. So that way you understand hết những cái pink how nó làm. Bây giờ try to focus on cắt dùm cho Christian ha. Action. Round 3. Nhớ là khi mà mình rửa làm pink and white đó, mình không cần phải rửa trong nó sạch dữ lắm. Tại vì tí nữa mình phải rửa lại màu hồng. Để mình đắp lại màu hồng á, thì mình sẽ rửa lại trong cái cuticle. Nên rửa sơ thôi. Được chưa? Cái này có xin dễ dàng xíu nha. Ủa chị làm ngon lúc nào giờ hồi nãy à? Chị đi tối về nói ông xã anh tối nay em nấu cơm nghe. Khổ nỗi em đã nấu trước rồi. Bóp xuống xíu thì ổn, ổn thịt thì không tơ bồ nha. Ok, cái đầu tiên là Christian sẽ đi nhiều màu ha. Nhiều màu cho những ai mà có bột đó, Christian sẽ chỉ cho cách thức xài bột. Nhớ là cái bột mịn á, medium fine, là từ 75, 76 đó. 51 đến 76, 75 chứ, 51 đến 70. Mấy cái màu mà medium fine này 51 đến 76 á, là để mình đi phía sông nè. So that way you understand ha. Mình đừng có đi mấy cái bự, số giống như 26 đến 50 đó là không có đi vô trong được. Mình phải đi mấy cái mịn small nè, hoặc là cái fine như vậy mới đi được ở phía trong. Đó, đừng có đi mấy cái bự vô trong phía trong là cắt không có được ha. Đi mấy cái nhỏ như vậy á, để mình cắt á, nó không có bị hư. Cắt slant á, một bên cao một bên thấp. Bên cao là mới đưa nó lên cao. Nếu mà đưa thấp quá thì cái slant nó không được đẹp. Cái này Christian sẽ cắt xong rồi Christian mới đi màu. Just in case nhiều khi mà anh chị đắp bột chậm á, anh chị đi hết màu luôn á thì nó khô rồi nha. So I'm gonna do a basic way. Đắp lên xong rồi cắt. Slant. Slant nó có hai cái slant. Một cái left slant cho cắt tay trái. Tay là tay trái này, left slant bên cao nằm bên trên ở dưới. Nhớ là khi mình cắt cái slant này đừng có để ngang như vậy, nó không cong. Để cần dốc từ nào xuống nào thì cái slant nó sâu nấy. Đó. Em có một cái hỏi. Nếu mà nhiều vị khách họ không muốn thấy cái chỗ này của mình, cái móng của mình, mà họ muốn lên một chút nữa thì chị làm sao cho nó đẹp? Không bao giờ lên hết á. Giống như cái móng nó dài như vậy, đừng có sợ cái đó. Today's product chế cho mình 3 cái màu cover. Pink. Perfect. Cover pink nó cover 90%, nó sẽ che cái phần đó cho mình, okay. Không sao hết. Còn có màu extreme cover pink.
Extreme Cover Pink là cái màu này. Nó là hồng thịt hồng, nó sẽ che 100%. Nên nó làm cho nail bed nó dài. Nên đừng có bao giờ mà mình thấy cái nail bed người ta ngắn cái mình đắp ở trên nó xấu lắm. Đó, đắp cho nó dài ra, ai đi đắp cái này là cái nail bed người ta phải dài mới đẹp nha. Này có xin đang đi màu đỏ. Cách thức để pha bột nè, giống như mình làm xanh trong blend ha, mình đi bột. Trước khi mà mình ấy đó, mình muốn cho nó blend đó, là idea của nó là dùng cái cọ này, giống như liquid chuốt lại, smooth where it the beginning á, cho nó mỏng thì nó sẽ smooth, nó là line, mình làm cho nó line line ra đó, nó không có nhìn từng màu nó qua, nó connect qua, thì mình phải đi với cái liquid một xíu cho nó ướt, cho nó blend. Ok, cho cái xin coi thử coi mấy cái màu nào nữa, màu hồng nè, màu vàng nè. Ok, cái xin sẽ chỉ cho những cái màu vàng, let's say cái xin đắp đi mấy cái màu mà nó không được nổi, let's say nó hơi blend quá, giống như khi mà quý vị làm nó màu đỏ với màu hồng nè, thấy không, nó blend quá, nó không sáng, mình lỡ đắp rồi nó không sáng, cái khách nói ủa sao hai màu nó giống nhau quá vậy, cái mình muốn cho nó sáng, không sao hết. Bây giờ lỡ làm này mình đâu có dũa ra, phải không? Mình sẽ blend. Bây giờ hai cái màu này giống nhau quá, mình muốn cho nó khác, đi cái màu vàng vô, kê vô hai cái màu đó đó giữa. Bây giờ nó sẽ có màu đỏ này, nó bắt qua cái màu vàng, cái nó blend qua cái màu tím. Bây giờ nó không có giống như hai cái màu đỏ nữa hay là màu tím nữa, nó có vàng, nó ngã ra từ đỏ qua vàng qua tím. Thủy có xin nói không? Nó có dày quá không vậy chị? Không. Bằng cái màu vàng đó nó có không được. Cái này nó không có dày là vì lý do mình đắp ở giữa, khi mà mình đắp như vậy á, ở dưới này mình vũa xuống xíu không sao hết. Cái này cũng chưa dày đâu, còn đắp cái clear lên nữa. Nhớ là những cái bự này đó mình phải đắp cái clear lên để bọc. Không cần phải nhiều nhưng mà mình cần enough để bọc nó. Khi mà mình vũa nó không bị hư. Okay. Đó. Xong từ đây á, cứ xin chỉ cho cách thức để làm đâm mấy cái lỗ này. So you know how to blend cái bột thôi ha. Đâm lỗ nè, khi mà muốn xài cái này trên những cái kim tuyến bự á, là mình phải đắp bột clear lên. Xong rồi đâm cái này vô bột clear, not liquid, bởi clear nha, thì cái đường chỉ nó sẽ bự hơn. Ok, cứ xin đâm nghiêng một góc này nè, cứ xin sẽ lấy một cái khơ của nó thôi. It's not all, thấy không, nó đít không, cái nhỏ thì để cho mình làm full like this. Ok. Đó. Lý do tại sao mình phải dính bột của chị? Nó phải dính giống như bột bám, như mình nấu ăn giống như bột bám vậy đó. Mình đè nó xuống. Nhớ là con ngón tay ở dưới nè, giữ xuống là 2-3 second cho nó đít qua. Lấy lên. Cho nó sâu hẳn luôn. Sâu vô. Press it down as much as you can. Keep it down for 3 seconds. Ok. I'm gonna do over one more time. So that way you see. Ok. Nếu mà mình làm màu màu pink and white thì mình có từng màu đen. Pink and white cũng đâm vô bột. Mỗi khi là bây giờ mình làm pink and white nè. Nha, bây giờ làm pink and white là dùng cái đồ đâm nè. Chút phải đâm vẫn phải đâm vô cái bột cho mình đâm trước. Khi nào cũng phải hết á, mình đâm vô. Mình always phải đâm vô cái đó, tại sao? Cho nên dính vô. Dính vô là không biết làm sao hết, là mình bỏ vô acetone, ngâm với acetone. Nha. Làm cái mẫu đó luôn. Ồ, dễ thấy hả? Đây mực trắng. Đổi ngược nhau lại ra. Ồ. Chút nó xuống. Idea là mình đi nhẹ tay thôi, chút nó xuống. Thì cái bột của nó sẽ mỏng cái đầu mà nó dày cái bụng. Đừng có đi thẳng. Idea là mình đừng có đi thẳng. Nè, cái xin sẽ đi
cái angle. Bây giờ các chú sẽ làm qua một cái colas nha, cho anh chị coi nó có 4 cái. À lấy giùm cho các xin cái angle đi. Angle. I outside. Angle ha. Rồi có rồi. Nè. Angle mình đi góc. Nhớ là mình try to get it from this corner here. And try to cut là cái cao nhất là mình muốn cắt cái trắng cỡ này thì mình angle đến cỡ này, hiểu ý các xin nói không? Nếu mà mình muốn cắt trắng xuống dưới đây thì mình angle từ cái góc này đến cái chỗ này, hiểu ý có sẽ nói không? Nên tùy mình muốn cái nail bed dài hay ngắn. Let's say, cô xin sẽ làm cái nail bed ngắn. Nhìn trong cái máy cắt từ đây. Nhìn trong cái máy không? Đó, cắt góc nè. Không thấy rõ nhìn đấy. Góc cái nào? Ok. Là cô xin sẽ đi hai shape nè. Angle với lại cái curveless. Nó khác biệt là cái angle á, là cái body nó cắt nghiêng như vậy thì cái chiều sâu nó sâu ít hơn là cái curveless, nên mình không có xài một thứ cho hai cái được. Ok, cái xin sẽ đâm vô cái bột bột clear chứ. Đâm vô lỗ in between. Có ngón tay dưới ha. Thả nó ra. Ok. Tí nữa mình sẽ đi cái màu khác lên, mình sẽ cắt ngang nó thành là curveless. So mình sẽ biết làm hết curveless thành cái design luôn, mình skip cái basic luôn ha. Bỏ cái này đi. Những cái này V nè. Bây giờ cứ xin nãy làm V mà biết làm polka dot rồi, mình bỏ cái đó đi ha. Bây giờ cái more advanced, từ từ làm thêm advanced thì mình làm cái basic nó rất là dễ. Bây giờ mình làm màu green đi ha. Green cho nó nổi trong video. Này này, không có bỏ primer cho chị được tí nữa, em muốn lấy ra ha. V nó có nhiều way đó. Cái này là em cắt hồi nãy mình có thể cắt double V được, hoặc là mình có thể mình cắt dùng cái V luôn, mình cắt xéo hai bên hông giống như là cái angle á. Cho anh chị biết là 10 cái khớp này á mình cắt xé được chứ không phải là chỉ một cái. Nhiều khi mình coi cái slant mình tưởng là chỉ là slant thôi ha, không phải. V nè, cắt V phải cắt 45 độ nhớ, giữa góc, cắt góc clean á, là nhớ là mình clean từ trong ra, không phải là clean ở giữa ra, vô ở trong nè, clean ra. Lỡ đâu mình cắt nó không được đẹp á thì mình dùng cái cọ mình đi nó rất là sắc đó. Ok, mình sẽ cắt ở giữa luôn, like this. Dùng cái vi mình sẽ cắt góc, lấy cái vi nhỏ nhỏ một xíu. Now, I'll show you. You can be able to do like a diamond, like this. Everything is hard when you first do it, but as you do it, it get easy. Is that cool? And remember your diamond little thing right here that you think that you might not use. You're gonna use a lot of this. I'm your day. Now you can have a little diamond. See how a different design? That is just a thought. That you can be able to do anything with the tool. Okay? Đó. Bây giờ nè, đi màu đỏ ha. See if I can see a red somewhere here. Đỏ tím hay là đỏ nào? Đỏ mịn ha. Khi mà mình làm cái này, mình muốn ở dưới circle đỏ là mình cứ chút lên thôi. From the beginning to the top. Là mình đi hai line trong một đó, mình đi cả ở ngoài mà cả ở trên luôn nè. Ok. Dao cào kê sát cái đường chỉ nè. Mình rót ra. Tại sao mình làm hết 10 móng nó khô rồi mình cào mình không có sợ. Tại vì it's already dry. Ok. Cái curveless. Nhớ là cái cách thức mình xài cái curveless này, cái số 1 ở đây nó quan trọng lắm. Tại vì khi mà mình che lại rồi mình không có thấy sau lưng nó méo hoa tròn ha. Cái này mình không có thấy. Nhưng mà when you go to your salon you can see that center line.
để cái đường center line này nằm ở giữa cái móng của chị. À, của mình đè nó xuống 45 độ, cắt lên, nó sẽ thẳng, góc cách góc, góc cách góc, ok. Thẳng là khó cắt nhất, nếu mà mình không có dùng cái đường ba lên nó sẽ bị méo lên. That's just how it is. Bây giờ khách nó muốn cắt thẳng không thì đắp trắng lên, mình cắt là nó ra cái thẳng. How it look like, ok. Nhúng vô bột clear, làm identical bên này, đi xuống 1, 2, 3 cho mình lấy ra. Ok, tí nữa mình bỏ màu trắng là nó reverse trắng đỏ. Beautiful. See? End of the day you said I can do that, right? All of this you're gonna put white. Giống như lần đầu tiên coi question làm show, mình không bao giờ nghĩ là mình can do it, but now còn thêm 6 tiếng nữa. Nó giận chứ. À, đừng có làm cho question đến 12 giờ tối, question lắm nhau. Nó chỉ có hồng cuối nữa thôi mà. Nè, cái này là bôi vô cái màu trắng clear, trắng crystal clear, I mean crystal sparkling glitter đó. Thường thường mình xài sparkling glitter là nhiều nhất. Cái màu đó là mình chế để mình làm design, chứ không phải là màu trắng extreme white, nó khô nhanh lắm. Khi mình làm đến sparkle là mình không có xài đến mấy cái đó, tại vì nó khô nhanh quá. Okay. Nhưng mà cái bột này nó có một cái loại trắng hơn nữa không? Trắng hơn là extreme white đó, mà nó không có kim tuyến. Mà thường thường mình xài là mình xài với cái màu này. Okay. Cái màu trắng thì mới bỏ lên nó có glitter không? Có glitter. Có glitter chị. Thường thường là mình xài cái kim tuyến sparkling white, khi làm design là mình xài cái đó nhiều nhất. Không có bao giờ mà cứ xin xài white ít khi lắm. Thường thường cái này làm bộ chị ăn nhiêu? Tùy cái bao nhiêu cái khách. Trời ơi. Tùy bao nhiêu cái khách nha. Đừng hỏi ăn bộ. Cái đó mình chặt với mình chặt. Tùy theo đường thôi. Dạ. Chị dạy chị nói cứ chặt đi. Trời ơi, chặt nó chạy luôn. Chặt như đúng thôi chứ. Mỗi thường thường là mỗi cái đường line mình khách là 10 đồng. 10 đồng thông pink and white. Yes. Wow, chỗ em chắc nó không được trả. Hôm nay sẽ trả, tại vì mình vẽ bông được á, là người ta trả được mình vẽ này. Nhớ là mình, ok, let's say đi, cứ xin làm này đi. Thì mình nghe chuẩn. Let's say cứ xin làm này đi ha. Để làm cái này, để cứ xin nói giá, xong rồi cứ xin tính cho anh chị để biết cách thức để mời khách làm. Tại vì nhiều khi anh chị không có biết cách thức mời khách làm á, thì nó sẽ nghe đó đắt. Giống như nếu mà, giống như chị này đi, khách của em mua mời sao mà chị làm. Mà em có nhiều người khách từ chị vô. Đấy. Một là em làm pink and white, nhưng mà em chỉ làm pink and white thôi, em không có khách gì ngoài ra pink and white hết. Hai nữa em sẽ làm những cái kiểu mẫu này mà người ta có thể đeo, đắt hơn pink and white có một xíu thôi. Nhưng mà nghe thấy nhiều nhưng mà thật ra nó không bao nhiêu. Tùy mình trả lời nó, mình explain cho nó. Giống như cái này đi, bộ này là em làm pink and white là em ăn 4 triệu đồng, ví dụ cho cái khu rẻ, 5 triệu đồng cho khu đắt tiền. Đấy. Thì em làm một cái khách ở trong một green á, the first green I cut, that is $10. Ok, cái chấm, hai cái chấm đó là it's another $10. Cái nước ngoài là another 10, ở trong này là 10, cái này là 4 triệu đồng, cái bộ full set em là 8 triệu đồng. Nhà cái bộ là 8 triệu đồng. Because it's a lot of time consuming. Em từ basic 4 triệu mà em làm đến 8 triệu, em làm vậy mới hơn thợ chân tới nước chứ. Nhưng mà em explain cho người ta 8 triệu đồng này chị sẽ trả cho em một lần thôi, cho cái full set. Lần tới em feel cho chị, em touch up ở trong đây 2 triệu đồng. Chị still love it, I still do another 2 triệu đồng. 8 triệu bằng 2 triệu, 2 triệu lần chấm 2. Đấy, chấm 2 em chia cho 3 lần như vậy, có 4 triệu đồng một lần thôi. That's how you explain it. Bây giờ nó làm pink and white mỗi tuần, mỗi 2 tuần nó touch up, nó cũng là 4 triệu đồng. Nhưng mà mình làm 4 triệu đồng 3 lần như vậy, nó cực nhiều giờ hơn là mình làm một lần nhiều mà hai lần thất ấp. Mà nó đi ra những cái design như vậy thì khách hàng ở ngoài á nó sẽ vô những cái design như vậy mà người khác không có làm được, thì em mới có cái khách mới đó. Thì mình explain nó, tại vì không ăn every time là 8 triệu đồng every time, it's not like that. Đấy. Nhớ là cái này cũng là cái cào nè. Nhưng mỗi lần touch up phá xuống hết and start all over. Mình sẽ phá later. I will show you how to phá that in the video so you have it. Okay. So cái này là nó xong hết rồi, rồi mình sẽ
đắp bột lên ha. Khô chưa? Mẹ đắp. Giống như cái món đó là từ chị tính mấy khách thì chị thích thường. Một khách, hai khách, hai cái này là ba khách. Ba khách có nghĩa là bộ này là 30 đồng nè. Nếu mà em làm 4 triệu đồng thì nhân qua cái bộ này là em lấy 7 triệu đồng nè. So it's not expensive. Mình vẽ bông nhiều khi mình cũng lấy ra 20-30 triệu đồng rồi. Nhưng mà cái này người ta feel được, vẽ bông mà mình vẽ được một lần thôi. Lần tới là bắt buộc mình phải tháo bông nó ra rồi. Không phải người ta trả nhiều tiền cho nó. Đó. Nên mình explain cho khách. Một lần mà trả nhiều nhưng mà mày rất là unique, không có giống ai hết. Hai nữa mà sẽ có nhiều cái compliment mà người khác không có. Tại vì mày mới lạ hơn những người khác. Đó, nhưng lần tới mày trả rất là ít. Thì mình explain. Nhớ là hồi xưa mình xài những cái bột thiên nhiên quay mà nó trong thì mình không có feel được. Nhưng mình xài với bột của Today's Product là nó đục, nó mọc ra không thấy, nó có thể mọc ra đến đây luôn, ok luôn. Là vì lý do nó bột đục, nó làm cho nail bé nó dài, nó mọc ra thôi, chứ nó không có thấy gì hết á. Là nó khô vùng 100% hay là 90%. Okay. Cái này là cứ xin finish cái này cho mấy chị thấy nha. Tại vì hồi nãy mình không có finish ha. Bây giờ mà đắp bột đến đó là mình cũng feel được rồi. Cái này mình sẽ finish cho 3 móng này luôn. So you see how the pink is done and how the product not finished itself. Giống như là sắp sửa Thanksgiving hay là Christmas á, có thể làm cái gì với nó gần nhất đây để mình thực tập được tới Christmas đó mình. Pretty much khi mà đến là Valentine màu đỏ mấy cái đồ ấy đó thì thường người ta làm heart thôi, chứ mấy cái design là màu đỏ, những cái design màu đỏ thôi. Anything trắng đỏ đó, trắng đỏ người ta thích mấy cái đó. Rồi New Year thì người ta cũng thích là màu gold, màu silver, mình đi màu. Những cái design này mình xài anytime. Pretty much like that. Mình đi cái màu, make change the different. Theo màu hoa đi. Theo cái màu của nó. Green, màu đỏ, màu trắng. Giống như màu fall là người ta thường thích xài mấy cái màu này. Bắt đầu tháng 9, tháng 10, tháng 11 là màu Thanksgiving. Đó, mình biết cái màu của nó, mình đi theo cái season. Để cách 2-3 màu, màu cam, màu đen. Nhớ ha, trước khi mình đắp là cái này nó phải sạch. Any bột nó dư á, là mình cào nó là bị hư. That's how you clean at the end of your brushes. Chứ không có kê vô bàn trong. Okay. Nãy chị nói đó, nãy cái chị nào nói là nó mọc ra làm sao đó, nó dư đó. Nhớ là mình xài màu sao, màu đậm. Cái màu là extreme color pink nè. Màu đậm nhất của Today's Product nó là đậm hồng hồng đỏ đỏ, nhưng mà đặc biệt nó rất là tự nhiên. Cái tư hưởng cái da này, những nha da ngâm, da Asian của mình thích cái màu này rất là hợp nè. Da bị đen, da bị trắng mà nó tan thì nó đi mấy cái màu này. Còn những người da mà ngâm mà mình đi cái màu khác đó, nó nhìn nó bị bạc, cái màu của ta bị tái, da của ta nó nhìn nó bị tái đó. Cào ha. Six, lấy cái bột pin thường ở tiệm mình làm cũng được không chị? Thì cái xin mới nói đó, thì mình làm trong pin ngân quay á, thì mình có ba màu bột đục á, để mình làm pin ngân quay. Khi nó mọc ra nó không thấy, thấy cái này không, mọc ra nó không thấy, thì khi mình ăn người ta 80 đồng, 90 đồng, 100 đồng hay 60-70 đồng thì ta không có ngại, tại vì lần tới người ta không có trả từng nó tiền nữa. That's an idea. Là nó mọc ra không thấy. Nha. Mình cắt xong rồi biết lại.
chút mà nó pink luôn. Cái màu này là màu cho màu thường nè. Màu này là kêu bằng natural pink. Màu này da trắng, ta xài cái màu này rất là đẹp. Mỹ trắng nó thích màu này lắm. Những ai mà đeo móng ngắn ta thích đeo móng này màu này. Da Mỹ trắng nó đeo màu này đẹp lắm. Thì da Việt Nam mình thì thật ra mình không có trắng bằng Mỹ trắng. Thì mình đi cái màu này thì thấy cái da mình nó thấy cái màu nó bạc. Nhưng da Mỹ trắng thì lên cái màu này nó rất là hồng tự nhiên. Đó. Cào sáp ha. Cái đó nó mọc ra có thấy không? Hơn một xíu xíu, tại đây nó khô vừa 70%. Cào ở ngoài thì nó có cái chiều cong một xíu ha. Cào sâu một xíu thì nó sẽ thẳng. So that way you can understand. Nó thẳng hơn, nếu mà mình gạt sâu vô một xíu nó sẽ thẳng hơn nha. So you build your own curve. Tức là cái brush số 12 phải không chị? Quay gì nữa. Rồi cái này là có intense pink, I mean là cover pink, perfect cover pink. Cái này khô vào 90%. Đó. Thì khi mà đeo những cái shape dài như vậy này, mình xài cái 90% hay là 100%, 90% là perfect cover pink, 100% là kia bằng intensive, extreme cover pink. Đó là khô vào 100% mà màu đỏ đó nha. Cái màu là màu medium nè. Cái này khô vào 90%. Nên mình phải có 3 màu. Tại vì nhiều khi mình xài cái màu đỏ, da người ta không hợp. Nhiều khi mình xài màu này thì da người ta đen thì da cái màu này thấy bạc. Đó thì mình phải có 3 màu để khách nó lựa chọn. Cái này mọc ra cũng barely see, only 10%, người ta nhìn kỹ thì kỹ thì người ta mới thấy là nó mọc ra một xíu. Đó. Và ai mà không có thích thấy anything luôn á thì mình lấy cái extreme cover pink là nó không thấy. Đó là ba màu này làm pink and white. Nhớ nha, mình đang coi là pink and white design. Cái này là pink and white hết. Giả vị là mình là khách bị trắng đi, mình muốn làm thẳng thì mình đắp bột trắng, mình cắt là thẳng. Bây giờ mình làm V, đắp trắng, cắt là V. Mình đang làm là French design, nó là design French. Slant, đắp thường mình cắt là thành slant trắng. Bây giờ mình làm là kiểu mẫu French thời mới. Cho này khô một xíu đi ha. Sau này Kristen sẽ giữa finish so that way you can see cái result. So pretty soon mình sẽ làm cái curveless nè, cái V shape, cái slant đâm lỗ cho Kristen ha. So I wanna see all of this in your nails. It's not hard because if you guys can be able to do it here, you go home you're gonna create so much, you're gonna go all the way up here, just like that. Còn hai ngón này thì sao? Cho nó khô xíu đi. I'm gonna have you guys do gel too. So that way, just in case. Bột nhúng này có hai cái quay làm nè. Xin sẽ show cho cách thức là lấy cái bột nhúng này. You guys gonna be able to like fake nail luôn nha. So that way you understand how to use them. Okay. Xếp lại đi. Ủa cái này em cũng nhúng ngoài silicone được hả? Được. Cái này anything from today's product nhỏ vậy acetone không có hư đâu. We made it like that, so cho cái xin acetone được không? Acetone xíu đi ha. Hồi nãy có ai có mượn cỏ của xin không? Không, không. Hồi nãy có ai cỏ đúng không? Thường đi dạy lớp hội đồ của cô mất hết à? Có cái cô không mất thôi nhưng mà đồ của cô mất hết. Dễ nha, cái lưới của xin chỉ có miệng cái lưới thì đừng lấy lưới nha. Cho mượn lưới tập làm xong này điên cấp lưới gì khác. Lưới nó mua đâu? Cái đó là cứ xin từ Nail Supply City. Nhưng mà I don't know if they have there or not. Nhưng mà cái lưới này thử lấy cái lưới sầu riêng thử làm được không? Nó cái mịn mịn lắm. Lưới sầu riêng thử coi. Có thể nó hơi mịn xíu nhưng mà nó cũng hơi quá quá. Lưới mà định lịch lưới thử cái suy nghĩ chắc cũng kiếm được thôi không khó. Nè bây giờ làm cho cái lưới nè, cộng nó nữa còn cái này làm cho cái lưới, làm cho cái lá ha, cái lá này làm cho cái lá đây, cái lưới đây đi ha. Ok coi cho nó đã mắt cái lá để bắt sâu lá. Không như sáng giờ mới có được mấy cái ra rồi, mấy cái cũng quá mệt lắm rồi hết ngày rồi đó. Không sao, mình làm được từng đó là mình tự đẻ ra. Dạ.
Dạ. Giống như hồi xưa ba mẹ gả chồng với mình chỉ có mình với chồng thôi, mình có hai ba đứa con thôi không? Xong rồi là hai ba đứa cháu. Thì bây giờ mình cũng hai ba đứa, hai ít cái design nhưng mà từ từ nó sẽ đẻ ra, không sao. Về về cũng biết tin được mấy đứa. Dạ em ba đứa chị, ba cũng nhiều. Dạ nhiều lắm. Hai và hai cộng ba là 10, hai năm. Năm là năm cộng thêm năm là 10. Thấy không? Thì bây giờ chị ba chỉ có 3 design hay 10 design, chị nhân lên từ từ nó ra mấy chục design này. Hồi đó đem cho em không biết nhìn cái nào nữa chứ. Nhớ nha, mấy chục học trò lần tới là em đến là em muốn coi nhiều design, thì nó rất là nhiều design nha. Cái này á là mình sẽ làm cho cái lá. À cái lá. Lá là mình phải cắt về nè, cho nó dài xíu đi ha. Làm sao tiến hành làm? À, cỡ này đi ha. Cái lá nó dài dài xíu, nó đẹp, mà không có thì mình làm ngắn ngắn cũng được. Cái này đi ha. Cái lá là từ cái góc bên này mình cắt qua, cái tay bên kia thì mình cắt lại. Chị cho em làm lá bên phía này được không? Tại cái đó nó nhỏ, nó em cầm nó đau lắm. Dạ ok, lá bên này cũng được, từ bên này cắt qua thì cái lá nhỏ nhỏ, cái nghĩa là móng nhỏ mình cũng vẫn làm lá được. Cắt like that. Ok, cái này em cắt ngắn cho chị một xíu cho chị dễ làm nha. Ok, móng đi riêng được. Rồi ai lấy cái dũa của bà cô vậy? À bên kia lấy dũa cho chị, lấy dũa. Để làm được rồi. Rồi, cho cái dũa. Cảm ơn nha. Rồi cảm ơn. Đó, thấy không? Tự nhiên nó đâu nó đi có chanh nó đi hết rồi. Thấy cô cái này lấy hết rồi. Tí nữa có xin đắp cái này lên trong khi khô, có xin finish cái này lên trên kiểu coi ha. Này cái lá phải có màu xanh. Ai lấy màu xanh của Christine vậy? Có màu blue không? Ai lấy màu blue? Ai lấy màu bronze của Christine vậy? Này màu bronze có nè, màu xanh của Christine đâu? Đó, tự nhiên kêu cái là xanh có liền là. Đó, theo về tí nhẹ nó về cũng hình hàng đi hàng về. Cô này hiền quá à, tự nhiên nó đi hết à. Ông xã ở lại em nha, ông xã. Ông xã là gì? Ok. Vâng. Nhớ là the way mình cắt cái này này, most important, về nhà cái mình biết làm cái lá mà không biết cắt cái shape. Tại vì cái này là mình cắt là mình uốn theo. Từ bên này là mình không phải là cắt, không phải là cắt này, mua cái kéo thẳng miệng nè ha. Mình phải đi uốn cái tay. Chứ không phải là mình cắt thẳng như vậy nha. Cắt uốn theo. Nha. Để nó có một cái slant giống như quý vị đang cắt cái slant y chang như vậy. Cái này là cái shape của Christine design nó ra. Khi bằng slant shape, Việt Nam mình nói shape trái xoài. Không biết giống cái xoài đâu mà nó là shape trái xoài. Bây giờ Christine sẽ làm một màu đi từ trong ra ngoài. Nếu mà ai thích cái lá màu xanh thì this is how it look like. Nhưng mà Christine sẽ chút nó xuống để Christine đi hai màu. So, một màu thì nó dễ rồi phải không? Christine sẽ bày cho mấy anh chị làm cái lá hai màu thì nó khó hơn. So that's why you here, right? Thì cái nó nông kinh đền quá. Thì tối nghĩ chút đây kinh đền. Một màu nó vậy, giống vậy này ha. Hai màu á là mình phải chút nó xuống ở đây.
cho nó mỏng, tay nó xuống, just like that. Để mình đi lên cái màu bronze là nó làm cho cái lá là nó từ xanh mà nó phai màu. Héo, mới xanh mới héo hả? Dạ. Lá mới từng xuân hả? Nó vô thu lá mùa thu. Nhớ hồi nãy cứ xin bày cho cái technique mà blend không? Là cái cọ mình nó nhúng như trong liquid nè, chuốt lại cái chỗ này, blend á thì nó đi từ mờ qua đậm. See it? That's how you blend bột. Nó không khó gì hết. Hồi xưa mình không có đến lớp thì mình không có biết, nhưng mà mình làm hoài nó sẽ quen, rất là dễ. Ok, mình cắt bằng cái shape angle. Angle ha. Nhớ nãy có xin chỉ cho ba cách ba quay không? Cắt ngửa như vậy thì nó có cái bầu tròn không? Để mình cắt cái lá nè. That's how I prepare for you. That's the same way. À, cắt vô cái gốc luôn. Cái ra nè. Là cái shape lá. Yeah. So mình clean. Chúa nó lại. Như cái dao cào không? Đi nghiêng ha, cái lá nhỏ mình đi nghiêng. Nếu mà cái lá người ta bự thì mình đi dọc này để cái xương nó bự, cái gân nó bự. Cái lá nó nhỏ đi xiên để cho nó thanh nè, từ cái góc giữa nè. Đi từ cái giữa đi thẳng qua. All the way down nhắm để mình finish vô từ giữa cái móng. Just like that. Okay. That's the vein của cái lá nha. Yeah. Cái angle nè, lấy cái nhỏ nhất đi. Tại vì cái lá này lá nhỏ nhất. Cái chiều cong nó vô mình thì cái lá nó quay vô ha. Đè nghiêng in angle, đừng có thẳng, nghiêng cái dốc một xíu. Đè nó xuống ngắt. Đè xuống ngắt vô. Ngắt kéo vô mình đó. See how awesome. Được, quay ngược lại. Quay ngược lại, hồi nãy mình cầm vô chiều này. Bây giờ mình quay ngược lại. Để mình ngắt ra bên này. Cũng nó ngắt. Cái dốc dốc xuống. Theo cái đường chỉ của nó. Cũng kéo xuống. Nha, nhớ mình đắp cho nó nhanh một xíu cho nó khô. Nè, nó bắt đầu nó khô rồi đó. Khô rồi. Còn cái này mình sẽ đi hai màu, cái tím sparkle. Bây giờ mình không có sparkle đó, mình đi màu khác đi ha. Đi màu đen. Kiếm cho cái xin màu đen của cái xin đâu. Rồi, màu đen nữa ha. Xong cái xin sẽ đi màu đỏ. Hôm qua là coi một màu rồi phải không? Bữa nay mình đến lớp mình học hai màu. Nó là bột mịn đấy phải không chị? Bột mịn. Bình thường mình lấy up to this one, Pa. You know? Maybe. Up to this one. Cô giáo cho cô giáo. Maybe. Đây. Đè cái này xuống ha. Xuống lưới này. Đè mạnh nó ra. Cho nó đít qua. It's like this.
Hôm qua thì mình coi một màu, bây giờ mình coi hai màu. Thế. Dạ. Có miếng lưới nhỏ hay không? Đánh cá. Có miếng lưới nhỏ thôi à. Nhớ nha, anh cho mượn xài. Mà lưới đó mua đâu chị? Chị đi lấy lại cho mình xài. Hỏi lưới xài riêng cho bánh tà. Mua ra xong cắt bán đứa miếng. Mua một nồi một ý thôi, cắt cho mình một nồi. Ok. Thầu cái quay gì? Thế? Ngồi xuống làm liền bạc. Ủa chấm bên kia mình cắt cái ovo không? Xong rồi mình bỏ màu gì? Ồ, có một cây màu vàng được rồi. Nó cái gì? Cái này nó hơi khô nè. Cái này đưa màu đen nó sợ nó không có nổi lắm. Trước mắt không chưa chưa rửa. Để cho nó xong cái này đi, xong cái này đi. Chứ nó không có nó rung. Rung quá lắm. Ủa? Đây. Trời, tự nhiên nó lên thiên đàng liền nè. Rồi kéo lên cho người ta không thấy. Đó, trời. Mấy chục tuổi rồi, gà mất tiêu không thấy đường. Nè. Cào nó ra có cái lá. Khác. Hôm nay mình đi, mình có thể mình làm đủ màu đen ở trên, đỏ ở giữa, màu xám. Màu trắng. Màu xám á. Trắng nổi quá. Hồi nãy này người ta xài cái màu này là màu 25 mix rồi nè. Thế ai mà xài mấy cái kim tuyến hồi nãy đó. This is 25 mix rồi. So you like that look? That's how it look like. Okay. Like cute. Make sure khi mà mình đi màu đỏ mình không muốn đi màu hồng, nó sẽ blend. Giống như Christian đi nó nhìn nó sáng sáng, ngọn vàng. Nó kind of blend, but kind of give you a little bit. Ủa sao nó không giống giống? So kind of give them that kind of look. That's an idea của cái style that Christian create. Cái này Christian sẽ finish ha. So that way you can see how it look like. Ok, cho em stop một chút thôi. Vâng. Em gửi. Ok chị, rồi cảm ơn chị thank nhiều you, nha. Chị. Vâng. Một cái chai gì nhá xíu. Cái tóc thôi của chị này. Ok, cứ xin chị cho cách thức để giữa nó dễ. Eliminate to up to 90-95% khách của mình nó trở lại, nó không có hở. Okay. So sometimes nhiều khi mình dũa nó bị hở là vì lý do mình dũa nó không đúng cái technique. Mà càng dũa nhiều nó càng hở đi ha. So the right way mà mình dũa nó để nó đỡ hở. Mình đừng có quay. Qua lấy cái đồ vẽ của cái sinh năm. Cái cây vẽ đen màu đen đó. Đen màu đen. Ừ. Như này chị cứ lấy. Cái cây bán màu đen. Cái cọ màu đen có ai gì? Cái cây sơn màu đen đó. Cái vẽ một sơn màu đen sơn đó. Đó, đó là cái đó đó. Dạ. Đừng có xin cái gì hết vậy ta. Rồi. Cái quan trọng là mình dũa ha. Mình làm cái gì cũng vậy á. Cái come down thử khách nó trở lại nó có hở hay không. Làm đẹp cái nào để mà nó hở nó cũng khổ phải không. Đó. Móng tay mình nó chỉ thẳng nè. Thẳng. Nó chỉ có hai shape thôi. Nếu mà mình coi được như vậy á, mình vuốt rất là lẹ. Đó. Đó, just like that. Ủa mình phải làm như vậy trước khi mình vuốt. Không không, này bày với chị cái làm chỗ đó thôi. Bày với chị thôi. Chị bày với chị cái chỗ đó là chị không được qua cái làm. Đó, có vẽ lên.
Nó sẽ lên. Lên đi hạt gì nè. Dễ lên mình giữa nó cũng bay. Giữa tới đây. Dạ, nhớ. Em nói cho chị nghe này, cái móng tay của chị này ai làm cho chị dễ bị hở bên này, bên này. Tại vì móng tay chị là móng tay V shape. Giống như em không bao giờ làm cho tay chị, em biết tay chị sẽ hở chỗ đó. Nếu mà chị là khách của em, những cái bàn tay mà V-shape là ở trong nó nhỏ, ở ngoài nó to. Đó là móng tay chị là đắp là nó hở ở đây nè. Đắp là nó hở ở đây nè. Tại vì này nó ở trong này nó quá nhỏ nên mà nó to ra đây nè. Nó hở. Nó có hai loại, một loại nó V như vậy, một loại nó ở trong nó nhỏ, nó to ra vậy, dễ hở lắm. Cái tay này á, muốn hở á, đừng có đắp bột sát giống như Christine. Đắp sát ra giống như mọc ra khoảng chừng 5 cái cọng tóc ra đó, giống như nó mọc ra 3-4 ngày rồi đó. Phải hở như vậy, đi build the gel lên nó không có hở. Nếu mà đắp bột sát như vậy, càng sát nào á, thì nó càng hở hôm nay. So the only way để eliminate những cái bàn tay mà nó không có được totally square là mình đắp bột sa ra, đi build the gel lên để finish. Thì nó sẽ siêu, nó không có hở nha. Yeah, that's the only way thôi, mà làm cỡ nào nó cũng hở hết á. Chị còn móng tay, là có những móng tay nó quay mà nó so flat. Flat không có bị gì hết. Flat là quay là đừng có để nó quay sao mà ở trong nó nhỏ mà nó to ra ngoài như cánh quạt. Là đó là V-shape đó, là cái tay đó dễ hở, là đắp bột sa ra, cắt ra. Flat không sao hết, không sao. Flat là mình đắp bột nên nó càng chắc. Cái móng nào flat là cái tay người ta ít gãy. Tại vì mình sẽ mô lên cho nó tròn thì cái tay người ta càng dày, cái chỗ flat nào nó có nhiều cái bột. Cái tay người nào ta u nào á thì mình đắp đó, nó đắp mà cho nó strong á thì nó u lên thì nó strong, nhưng mà nó u thì nó không muốn u thì phải đắp thấp xuống, thì that's why những cái tay u nó lại dễ gãy. That's the problem. Lap nào nó cần strong đấy. Mà cái mà nó flat á, nó đụng mạnh nó dễ bị bubble ở dưới chứ phải không? Không. Không phải là bubble, là tại vì cái đó thì khi mà em prepare nó thôi. Em prepare cái móng nó thôi chứ không có tự nhiên. Tại vì bột nó càng dài nó phải, khi mà nó dài nó cái nghĩa là cái bên cỡ nào đi thì nó có nhiều bột, nó không có wiggle. Thì ý là nó không có rung rinh được, tại vì nó dài quá sao nó rung rinh được. Thì nó mỏng nó mới rung rinh được, nó bị bubble. Mỏng nó mới bubble, trong cái nó dài nó bubble. Mỏng là khi nào cái tay người ta khơ như vậy thì đắp bột lên nó đâu có nhiều bột được. Nếu mà nhiều quá thì nó sẽ tròn quá, nó dày, nó xấu. Thì bắt buộc mình phải đắp mỏng lại để cho móng nó thon. Thì vì đó mà đập nó dễ bubble. That's the only bubble mình có. Chứ phải là mình móng nhỏ. Móng nhỏ nó bubble, nhớ bột nó là mỗi 3 tháng, nó 4 tháng mình phải thay. Nếu mà sau đó rồi nó sẽ bubble, tự nhiên cái bubble của nó. Cái life của cái bột nó last từ 4 tháng đến 6 tháng thôi. That's everything that you guys have to know. Đừng có feel every time all 365 ngày cái feel hoài. Một năm người ta thay ít nhất là 3 lần. Nếu mà ta làm thường every 2 weeks là người ta đi được 4 tháng, 5 tháng. Nếu người ta đi 3 tuần, 4 tuần là cái móng tay dễ bị rộp. Khi nào nó bị hở, bị bubble đó, bị lip á, thì cái tay đó mỗi khi người ta bang thì cái chỗ hở đó sẽ nở ra thì nó không có lấy được sức mạnh. That's why nó dễ bị bubble. Tay người ta đi every 2 weeks thì nó không dễ bị bubble. Nên cái last, cái full set nó last là từ người ta đi lâu là từ 3 tháng đến 6 tháng. Đó, 6 tháng là mỗi người ta mọc móng chậm nè, 2 tầng nó mọc con xíu. Thì nó là đi được 6 tháng. Những người mọc thường là thường 4 tháng, 5 tháng là thay. Mình bắt buộc phải thay như vậy. Đúng của nó là 4 tháng, mỗi 4 tháng mình thay một lần. Không có nó bubble hoài, nó bubble hoài vậy. Không, cần phải thay. Cần phải thay. Another thing is, mình cần phải air out. Khi mà những cái bubble này á, nếu mà nó có bubble rồi mình không tháo ra, cái bubble will go down to the nail bed. That's why cái nail bed nó bị trắng. Because cái air của nó, khi mà đập nó có hơi rồi, cái hơi nó phải ra hay nó đi xuống móng tay. That's why nó bị trắng cái móng. Mà khi mà nó xuống móng tay mình tháo ra, mình thay cái móng mới, cái móng nó vẫn bị trắng. Tại vì cái hơi nó đã đi xuống rồi. That's something mình cần phải biết ha. Đó, từ cái chỗ mực đen đến mực đen là ngừng. Từ mực đen đến mực đen là ngừng. Đừng có đứng máy ha, đừng có đứng như vậy. Đó sau cái tay mình lún, nằm thôi, từ bên này ra. Từ bên này ra, mình đi hết 10 móng từ bên này ra. Just like that. That's it. Nhớ cái này là 3-way nha, nó không có dễ đi tay, less than 5% nó đi tay thôi. Khi mà mình giũa móng cũng vậy, mình muốn móng nó tròn
thì mình giữa từ trong ra ngoài, one direction, one direction mean from here to here, đừng turn. Khi nào mà anh chị nào bắt đầu turn đây, móng ở đây tự nhiên nó mỏng ở đây làm cho cái móng nó to ra. That's why mình đắp nó tròn, khi mình giữa tự nhiên tại sao cái móng người ta nó bè bè. Tại mình quay bột này, mỗi khi mình quay bột nó bị lép đây, nó lép đây là nó làm nhỏ đây, làm to cái chỗ này nha. Nên đi tròn từ đây ra, tròn just like this. One, xin lỗi chị, one way thôi, đừng có turn cái trên nha. Just like that. Là cái móng của chị nè, nó rất là tròn. All around. Khi là mình turn rồi đó, mình turn ngang cái chỗ này nó lủng, không bao giờ nó lủng, nên nhìn từ cái góc đến chỗ này nó bánh tròn. That's an idea. Anh cái chỗ này, người ta nói, ủa sao mình không giũa chỗ này. Nhớ là những cái bột dư á, là mình cắt nó bỏ. Khi mà mình cần nó chuốt thì mình chuốt bên hông xuống. Thì cái bột của nó sẽ nằm xuống. Mình muốn nó nằm xuống chứ mình không muốn nó văng bột. All of it the same nha. And another thing Quý Sinh muốn nói là cái này nó là three way. Khi mà mình cần mình đè mạnh xuống á thì nó thành là coarse. Thấy nó bột nó văng không? Khi mà mình đi nhẹ thì nó là medium. Idea cái quan trọng á, anh chị muốn làm móng tay nó đẹp á, là khi mà giũa đừng có để thẳng disposition. Thì mình không bao giờ mình có 10 cái shape nó giống nhau. Mình trước khi mình giũa mình phải nhìn bên hông để mình nạo cái khơ của nó 10 móng cho nó khơ giống nhau hết. Cái móng của nó giống khơ. Đi with the hard pressure, cái nào cao mình róc nó xuống hết. Để sao 10 cái móng nó ra một cái khơ xong rồi mới đi smooth lại từ trong ngoài. Thì cái móng nó từ chùi ra và nó láng lại nha. Nhớ là khi nào mình phải giũa ngoài trước xong rồi mới đi bột hồng. Đừng có đi bột hồng xong rồi mới giũa. Thì bao nhiêu cái bột dơ đó nó nằm ở dưới hết thì mình không có giũa được. Nhớ nãy cái đầu giũa này có xin nói không, mình giũa bột cũng được, giũa cái nát nail cũng được. Cái này là universal. Cái kỹ thuật như vậy em tự nghĩ mấy cái này là tự em chế hết, em có copy ai hết đó. Em là người inventor hết cái technique và những cái tool này. Xé bột hay những cái đó là anh chị for sure là anh chị chưa bao giờ coi những cái technique đó qua ai hết. Tại vì em là invent cái method này và những cái tool. Cái kỹ thuật đi học cũng không có ai chỉ. Không có. Tại vì hồi xưa em có 18 tuổi là em mở tiệm, em có làm cho người ta có 4 tháng hay 5 tháng rồi em mở tiệm, em không có hậu ai hết. Và tụi em phải chế ra, em phân ra, em tự dạy nghề cho em hết. Thì vì lý do là em chế ra hết những cái này. Dạ, nó không có ai chỉ cho em hết, thì những cái này là cái style riêng của em hết. Dạ. Thì thường thường những cái, dạ, những cái mà em giống như Kristen không có settle, giống như Kristen làm cái gì lâu á thì Kristen nghĩ là sẽ có một cái way nào làm nhanh hơn, không có chịu thua theo cái way đó. Thì vì lý do đó mà 1990 Kristen chế ra cái technique mà để mà mình quét fan bằng cọ là vậy. Nhưng nhiều khi anh chị xài quét fan bằng cọ không biết nó lưu lại chỗ nào. Giống như cái technique mà cào bột là Kristen chế nó 1990 là Kristen chế quét fan bằng cọ qua cái technique đi từ giữa đó. Thì anh chị cũng quét fan bằng cọ nhưng mà học qua người này người kia thì quét từ này qua thì nó ra hết một làn sai theo cái technique của nó. Đúng của nó là mình đi từ giữa, mình lắc ở giữa thì nó ba lên ra đó. Thì hồi xưa 1990 là cái sinh chế ra những cái technique mà chế ra những cái cách cọ cho những người thợ mà train những người lúc ban đầu, thì cái style của nó là từ giữa ra nha. Bây giờ thì anh chị đến show thì anh chị biết là cái quay cào bột là cái sinh chế ra những cái quay này. Nhưng mà 10-20 năm sau thì Quý Sinh không có làm cái này nữa thì mình không có biết. Những giống như mấy chị thì biết, những người mới thì không có biết cào bột ở đâu ra. Thì cái đó là style Quý Sinh chế around 3-4 năm rồi. Đó.
Đó, từ này về sau là mình cào bột. Mình không có cần phải dũa, mà mình không cần phải đắp. Ít những ai mà đắp mà sợ bột nó trào lên thì cái móng nó bị lép, nên mình muốn cái đắp cái bột cho nó chắc, rồi cái đắp cái màu hồng nó phải cao hơn thì cái bột của nó có chịu khơ trong cái móng chứ không có nó sẹp lát. That's why khi nào có màu hồng nó phải cao hơn hết. Nhưng mà nhiều người về đắp cái chip nó không có láng á chị. Thì mình phải dũa trước đó chị. Vì lý do đó, nếu mà không có láng á chị phải dũa trước. Chị đừng có để như vậy xong rồi chị mới cào. Em lỡ có đắp dính cái da nè. Đó giống như vậy đi, đừng có sợ. Cứ mua cái bột, idea là mình phải đắp cho nó nhanh. Đừng có lấy cỏ xong rồi clean vậy. Tại nó chậm hơn cái dao cắt. Đó, mình đi bột cho nó nhanh thì mình cào nó mới dễ. Nếu mà mình lo để cào những cái bột ở trong đó hay là đi những cánh cỏ thì nếu cái bột nó khô rồi mình không có clean được. Tại sao mà anh chị về là anh chị cào nó giống như xương gum hết. Tại vì anh chị đắp quá chậm nó khô rồi. Cứ đi hoài. Nhớ là I see a lot of way anh chị đắp bột là spend nhiều thời gian đập. Càng đập nào á, mỗi khi đập 1 giây, 2 giây, 3 giây nhớ đắp bột từ trong ra ngoài 20 giây là mình phải cắt rồi. Mỗi khi cứ dậm 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây mà đến mấy chục giây vậy thì by the time mình cắt nó không còn nữa, nó khô. Tại vì thời gian có bột là 20 giây là bỏ cục bột xuống là cào. Đi từ trong ra ngoài hết là mình ready cắt là 20 giây, mình cứ nhớ như vậy. Còn nhiều thời gian nào mà đập nào á thì nó chậm mấy, với lại đập nào nó bị móp. That's another thing. Đi bột á, mình phải đưa nó lên thôi, đưa nó lên là mình phải dùng cái thanh của nó chút nó xuống thì cái bột nó mới even. Còn những a mà chút mà đâm như vậy nè thì nó sẽ có những cái khực ở trong đó sình nhán. And những a mà dùng cái cọ mà cứ đâm như vậy á thì cái cọ nó không có last lâu. That's why cái bột nó dễ bị dính ở trong đây. Dùng cái thanh của cái cọ, dùng khi nào đi bột á thì mình đưa cái không hẳn là cái tip đâu. Đi nơi cái chỗ gần dưới cái tip nè, that's where mình đưa bột, chứ không phải đưa bột bằng cái đầu. Nếu mà ai mà lấy cái bột mà dí như vậy là để bị có cực phép. Đi bằng gần cái top này nè, để mình đẩy bột lên nhưng mà lánh nó ra đó. Đó, xong rồi mình ba nó ra bằng cái thanh của cái cọ. Mình chút nó là bằng cái thanh của cái cọ là ở đây, chứ không phải là góc này. This is how you guys, a lot of you guys do đâm nó. This is how you do them, that's wrong. Flat, kéo thì nó sẽ smooth và nó mạnh hơn nha. Có thể nó không lột, nó titanium nha. Titanium là càng bỏ vô S hơn càng last lâu. That's why cái xin nói là bấm 1 cây như vậy là 12 đồng. Nhưng mà mình mua 8 cây cứ xin để giá đặc biệt là promotion để cho anh chị thử. Anh chị mà mua 6 cây như vậy anh chị last 2 years chứ không phải là 2-3 tháng anh chạy đến. Nhớ là đi hết năm, mỗi người khách xài xong rồi thảy vô đây, lấy cái mới ra đi hết 5 cái round gì bỏ vô đó. Cái cuối cùng á mình xài rồi mình lấy cái này ra xong rồi bỏ cái cuối vô. Đi hết một cái round gì last chưa, ít nhất là phải 2 năm chứ không phải là vài 3 tháng cái là nó cùi đi mua cái khác. Này titanium nó giữ được cái mức độ, bỏ trong đây nó không bị hư. Cứ xài xong cái thảy xuống như đó, thấy quý sinh ngâm không? 24/7 luôn đó. Nếu mà cứ làm neo chắc 365 ngày luôn đó. Khi này đi về á, đừng có sợ cái thảy vô đó để nắp lại qua ngày mai xài. The best. Ngon. Nhớ là cái này đó, phạt hay không phạt là tùy anh chị. Bỏ trong đây nè, không phải là sterilize. A board of cosmetology, like this is a pre-sanitized. Mình bỏ trong đây cho nó sạch hết, xong rồi mình phải bỏ vào quartz. You have to know how to do that. Because if you say you bỏ trong đây xong lấy ra xài, if they see you doing that, that's where you find it. Sạch, bỏ trong quartz 15 phút để giết vi trùng lấy ra. Cái này không phải giết vi trùng để lấy hết chất dơ. Cái này chỉ mình làm show, mình chỉ cho cách thức như vậy thôi. Nhiều khi mình bị phạt đó, nó không cho xài đồ sách tại vì mình không có sterilize. Đó. Yeah. Giống như mình treat những cái đồ sách như kèm vậy đó, kèm y chang như vậy nha. Yeah.
Anh chị nào mà có question gì á thì cứ xin ở đây này. I can answer any question cho anh chị. Nhiều khi mình làm trong ngành nail mình có nhiều cái question mà không có ai giải đáp cho mình á, thì mình cứ vậy, mình cứ suy qua nghĩ lại, mình không có biết mình hỏi đâu. Thì today's product có provide cái đó cho anh chị. Nếu mà anh chị có question thì cứ hỏi question đây. Nếu mà không á, you can always email today's product những cái thắc mắc gì trong ngành nail. Today's product có thể answer được cho mình pretty much around 95% của cái question của mình. Ok, cái này là xong ha. Nhớ là từ này về sau đó anh chị không có buffer. So if you guys gonna use buffer, đừng có buffer nữa. Em có xếp lại. Em xếp lại rồi em mới đi gel. Nhưng mà nhiều người á, dính bột vòng có chi đi cổ gì không? Đi gel top là mình đi đi acetone là nó hết dính à bột à. Acetone nó sẽ lấy hết những cái bột trong cuticle ra. Mình không cần phải đem cho khách đi rửa tay ha. Dạ đúng rồi. Hết băng là tầm 3 phút nữa. Ba phút. Top nha. Không, khi mà em quét gel rồi anh chỉ stop thôi, yeah, anh yeah. Stop thôi. Thì là không giữa hai bên thân chỉ. Chị Christine còn mấy cái tua mình xài á, mình bỏ acetone xong rồi mình sanitize xong rồi mình có bỏ vô cái tủ đèn không? Hay là mình ok. Ở đây thì em không có biết là nó bắt chị có xài đèn hay không. Ở California bỏ đèn nó phạt. Nếu mà mình chỉ sterilize vậy không, nó bắt buộc mình phải xài qua khóa 15 phút. Rồi mình mới muốn bỏ đèn thì tùy ý mình. Nhưng mà nó hỏi mình là mình sterilize làm sao. Nếu mà mình nói mình rửa xong mình bỏ đèn là nó phạt liền. Tại vì cái đó nó không có. Dạ nó không có chỉ sạch bông sạch xong rồi bỏ vô quát ngâm. Phải bỏ vô quát ngâm rồi bây giờ mới bỏ vô đèn để cho nó khô thôi, chứ không phải bỏ đèn để mà ấy đâu. À, để cho nó ấy thôi chứ không phải là that's not the fully finished. Chứ không phải là để mà future. À đúng rồi. Thế thì mình phải biết vậy. Buffer. Thế này tí là cứ xong là buffer. Ok, nhớ là khi mình chuốt cái này đừng có phủi bụi, đừng có để khách phủi bụi, là tay này nó đang ẩm này mình bỏ lên, mình phủi như vậy bao nhiêu bụi nó lên, that's why mình bubble ha. Còn most important, đi hai cái tâm trước, mình đi cái tâm trước. Giống như anh rắn không? Dẹp nha, đi cái tâm trước, rồi chị hơ dùm cho em. Nha, khi nào mình đưa cái tâm này bỏ hết cái bàn tay vô đây cho nó on cái là chị lấy ra, chị bỏ cho thăm. Xong rồi chị đi cái tâm bên này, nhớ như vậy ha. So you always do this thumb before you finish that. Just pause it, Tony. Không. Ok. Cái đó khoảng chừng 5 sát. Three way thôi, chỉ có only cần xài three way thôi, không có cần xài cái mịn. Khi nào chị xài cái mịn đó là chị buffer để bỏ cái nước sơn. Tí nữa em sẽ bày cho cách thức để buffer so that way chị có trong video chị học luôn. Chị cứ xin cái đầu bạc đó là three way. Đúng rồi, three way. Cho quay. Hết bên mình hết bên mình rồi. Rồi chút xuống vậy nè. Sau đó quay mình sẽ thấy được. Ok rồi.